không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình kéo cái dây nhỉ? Chuyển thôi nào. Tớ đi trước nhé. Hồi hộp dã man. Wow, nhìn kìa bạn, đó là một khối thạch khổng lồ. Nó lắc lư ghê. Wow. Tớ muốn thử cái này. Tay tớ chính là vũ khí hạng nặng đó. Ra đòn đi. Cô ổn không Annie? Khoan, để tớ giúp. Cô làm gì đấy? Tin tớ đi, cẩn thận. Wow. Au. Ngon phết. Nói rồi mà, hàng nóng đấy. Ấn tượng không? Siêu ngầu luôn á. Mình thích kẹo dẻo gấu. Ok, đến lượt mình. Wow, kẹo dẻo gấu màu bạc. Annie, xem đi này. Nhức nách luôn. Thôi kệ cậu. Vị ngon lắm luôn. Quan đã, đó là kẹo dẻo gấu bạc hả? Mình thèm quá đi. Cho tớ một chiếc đi. Không, mơ đi. Rồi, mình đã có cách. Tớ thổi sáo cho cậu nghe nhé. Tài năng của tớ nhiều lắm. Hiệu quả này, tuyệt vời, đi nữa đi. Này, tưởng mình cậu có thể thổi ấy hả? Quay lại coi. Nhưng, wow, hay phết đấy. Bỏ cuộc đi Annie. Tớ có thể làm thế cả ngày luôn nhé. Cậu chơi sai nốt rồi kìa. Sai đâu mà sai, tớ học hành bài bản đấy nhé. Đủ rồi, tớ hơi bị bực đó. Nhìn này, mấy em đang nói gì đó với tụi mình. Tụi này thổi cũng hay mà. Chạy đi hết luôn rồi. Ôi kìa, có phải tại tớ đâu. 1, 2, 3, go. Lạ lùng ghê. Tớ chưa thấy trứng màu hồng bao giờ. Tụi mình sẽ phải ăn món này à? Mùi kì kìa. Mình thấy không ổn lắm. Mình sẽ đợi Annie thử trước. Tớ không thích trứng cho lắm. Tụi mình phải làm gì nhỉ? Biết rồi. Phóng thủ này. Nghe hay thế nhỉ? Trưởng thành đi Justin. Ôi, biết rồi. Tụi mình thi nhé. Sẽ vui lắm chắc ơi. Chơi luôn. Khoan khoan, tớ muốn luyện cái đã. Sẽ dễ thôi mà. Ok, tớ luyện xong rồi nè. Chiến thôi. Tụi mình chạy đua nhé. Tớ đằng sau cậu này. Chậm thôi mà. Sao cái này ở đây? Cứ đi chậm là được đó. Ngon lành. Sợ quá đi mất. Khoan đã. Bình tĩnh. Khó dã man luôn. Cẩn thận. Suýt thì tèo. May mà Annie đi trước. Được rồi. Đợi tớ với. Không. Tớ thắng. Đồ cùi bắp. Không. Trứng của tôi. Úi. Cũng vui đấy nhỉ. Chuẩn luôn nhá. Sẵn sàng chưa? Cậu trước đi. Một trái tim khổng lồ. Ok. Ba trái ghê. Cho tớ nhá. Này hả? Cứ tự nhiên. Cảm ơn. Ăn của tớ đi. Món này đúng là hết rẻ. Thích quá đi. Thật mừng vì cậu ấy vui. Để xem dưới này có gì nào. Ok, trông ổn hơn đó. Mình sẽ ăn thử xem. Ngon quá. Justin ơi, nhìn cậu như đang bôi son á. Gì? Thật này. Hợp đó nha. Không biết tớ có được như vậy không ta. Chỉ có một cách để biết thôi. Có được không? Được, nhìn xịn lắm. Cậu xem đi. Wow, tớ thích màu này. Rất hợp cậu luôn đó nha. Cậu nói cứ bị chuẩn.
tớ sẽ không bao giờ rửa má nữa. Hả? Đáng yêu ghê. Wow, nhìn kìa bạn, nhìn đẹp dã man. Ăn cái này thì tiếc quá, nhưng tụi mình vẫn ăn phải không? Chuẩn. Tớ trước. Mơ đi. Bỏ ra. Dừng lại, sao tụi mình không chia bánh ra? Rồi, chắc y nó cũng ok đấy. Để tớ đo xem nào. Cái này phải cực kỳ chính xác nha. Mình phải nghĩ phát. Ra rồi nè. Vậy được đấy. Nếu diện tích cái bánh là pi nhân bán kính bình phương và pi là một loại bánh, và mình muốn ăn bánh thì nghĩa là... Khoan, không đúng rồi. Ok, mình muốn ăn bánh và Justin cũng muốn ăn. Trời ơi, tớ đói rồi. Chắc đến một quýt mất. Để đấy tớ. Ngay chính giữa nhé. Nhìn ngon mắt ghê. Mình phải chén luôn. Lại đi nào. Ngon xỉu ngang ấy. Cậu đã nghe đến nghi lễ bàn ăn bao giờ chưa? Để tớ cho cậu xem nhé. Không thể làm bẩn quần áo được. Miếng này quá chuẩn. Và giờ là lên đèn lung linh. Thấy không? Dễ thôi mà. Cậu nói gì cô? Nhìn như hâm ấy. Tớ thích thưởng thức đồ ăn của tớ. Tớ muốn miếng nữa. Wow, Annie, nhìn kìa. Là cái gì nữa? Wow, tớ sẽ xem bên này. Chả thấy đâu hết. Ơ kìa. À ha, có con mắt trong này nè. Dẻo quá này. Justin ơi, bớt lộn xộn đi Annie, tớ bận. Rồi. Mình có ý này. À! Annie, tớ bảo là bận mà. Cái gì đấy? Cậu hết hồn luôn. Không vui gì cả. Mở luôn nha. Hả? Thất vọng não nề luôn. Bé thẹo. Chúc cậu may mắn lần sau. Quá đáng thật. Cơ mà. Hay là dùng cái này nhỉ? Hiệu quả rồi. Wow, nhìn kìa bà con. Cách đó thông minh phết nha. Cơ mà mình muốn thử món này. Không biết vị thế nào nhỉ? Ăn nè. Nó hơi chuối. Đúng là mệt mỏi. Không biết to chừng nào ta. Wow, thế này có lẽ được rồi. Như vậy là tớ hài lòng rồi. Chuẩn không hoàn chỉnh. Giờ xem bên trong có gì nào. Là kim tự tháp à? Cậu ngửi thấy không? Hình như ăn được hả? Đúng luôn. Này Annie, muốn thử không bạn? Tớ hả? Wow, cảm ơn. Đã quá. Ok, đến lượt tớ. Ngon xỉu úp xỉu đau. Tớ có cách này. Tớ sẽ rắc kẹo lên cái đĩa bằng thạch này. Rồi cuộn nó lại. Nhìn giống burrito kẹo ha. Cậu nói gì burrito cơ? Chia nhé. Cậu có thể ăn ở này. Cảm ơn nha. Mình thèm lắm luôn rồi. Cũng tạm. Kim tự tháp của cậu ngon hơn. Nhưng mà kẹo cũng thích. Chua xỉu luôn. Ăn kim tự tháp nữa không bạn? Có chứ. Hồng bạc đại chiến. Và màu nào cũng siêu ngon. Nhưng bạn thích ăn màu nào hơn? Cho tụi tớ biết trong phần bình luận nha. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè, cũng như đăng ký kênh để xem thêm những video hài hước như vậy nhé.